Các nỗ lực về sản xuất lúa bền vững tại đồng bằng sông Cửu Long vẫn đang tiếp tục. Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện Tháp 10 tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức hội thảo canh tác lúa bền vững. Nhiều tín hiệu lạc quan được đưa ra trong mô hình sản xuất này đã được thông tin đến nông dân. Mô hình được thực hiện ở Hợp tác xã Trường Phát, xã Trường Xuân, có 23 hộ dân, diện tích 100 hectare tham gia với giống lúa OM18 và ruộng đối chứng. Thực hiện mô hình, nông dân phải sản xuất theo quy trình canh tác lúa bền vững, lượng giống sạ là 100kg trên 1 hectare, sử dụng phân hữu cơ, vô cơ, nấm Trichoderma, phân hủy rơm rạ, ứng dụng cơ giới hóa như sạ cụm, sạ thưa, phun thuốc bằng máy bay không người lái. Tham gia mô hình, nông dân được hỗ trợ 50% giống, phân và thuốc sinh học, áp dụng đồng bộ nhiều giải pháp kỹ thuật tiên tiến như quản lý nước ngập, khô xen kẽ, quy trình canh tác 1,5 giảm, 3 giảm, 3 tăng. Qua đánh giá, ruộng mô hình có năng suất 6,6 tấn trên 1 hectare, cao hơn ruộng đối chứng 100kg trên 1 hectare. Chi phí sản xuất thấp hơn ở ruộng đối chứng 564.000 đồng trên 1 hectare, lợi nhuận ở diện tích thực hiện mô hình cao hơn ruộng đối chứng 1.414.000 hectare. Trong buổi hội thảo, nông dân tham gia mô hình và ngoài mô hình đánh giá cao hiệu quả của mô hình, giúp nông dân tăng lợi nhuận, nhất là được cấp chứng nhận Việt Gáp và sản xuất theo tiêu chuẩn SRP, giúp nông dân đủ điều kiện liên kết đầu ra với các doanh nghiệp.